Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 10 của bộ truyện Giao Thiên Đỉnh. Chương 18, về Kim gia thu hồi điền sản cứu nạn dân hội ngộ cố nhân. Nhìn một tiểu tử dù anh tuấn nhưng có vẻ ngoài phong trần cùng khất cứ tùy tiện toan xông vào, một gã đại hán có nhiệm vụ giữ cổng liền hùng hổ bước tới trận lối. Người nếu muốn xin việc ở Kim gia chỉ phải hỏi một tiếng. Có đâu quen thói tùy tiện xông vào, như xem lão đây chẳng ra gì. Nói tên gì, muốn xin việc hay muốn tìm ai? Nếu xin việc thì đi lối sau đến hậu viện. Còn muốn tìm người thì sau khi thông rõ, cứ chờ lão ra rảnh sẽ quay vào tìm cho. Thế nào? Tiểu tử cười cầu tài. Tiểu nhân tên Dương Cần. Vì tìm người nên không cần theo lối hậu. Người tiểu nhân muốn tìm chính là Tiểu Chân, vốn dĩ là A Hoàn của Kim Tiểu Thư. Gã đại hán cau mặt. Người cũng khá đấy, biết tìm hiểu thông lệ ở đây trước khi đặt chân đến. Nhưng thật tiếc cho ngươi chỉ tổ uổng công, vì A Hoàn đó đã tự ý bỏ trốn mất biệt. Ngươi muốn tìm thì đi chỗ khác mà tìm. Dương Cần cũng nhíu mày cau mặt. Bỏ đi, vậy còn thân mẫu của Tiểu Chân, nhân huynh có thể cho tiểu nhân gặp được chăng? Gã hất hàm. Rốt cuộc ngươi vì muốn gặp thân mẫu của à Tiểu Chân đó nên mới đến. Sao không nói sớm ngay từ đầu, lại còn toan qua mặt bảo chỉ muốn tìm à Tiểu Chân. Chờ đấy, ta sẽ gọi người đưa ngươi đến chỗ mụ. Dương Cần đủ nhẫn nại chờ vì kỳ thực phải mất một lúc lâu gã và một người nữa mới cùng nhau quay lại. Nhân vật đi cùng gã đại hán vừa nhìn thấy Dương Cần liền tỏ ra hoài nghi. Ngươi có đúng là Dương Cần, hay chỉ là tên trùng tên, vì xem ngươi không mấy giống Dương Cần ta từng biết. Dương Cần đáp nhẹ. Cũng có thể như nhân huynh nói, nhưng điều đó không quan trọng. Vì tiểu nhân chỉ muốn gặp thân mẫu của Tiểu Chân. Nhân vật nọ nhún vai. Đi theo ta. Hắn đi khá nhanh khiến Dương Cần có phần vất vả mới theo kịp. Hắn chợt hỏi. Ngươi quen Tiểu Chân như thế nào? Có phải Tiểu Chân hay ai đó nhờ ngươi đến tìm thân mẫu à? Dương Cần vừa đi vừa thở hổn hển. Tiểu nhân trước kia có quen nhưng vẫn ngỡ Tiểu Chân vẫn còn ở đây. Nay có dịp quay về cố hương, chỉ tiện chân ghé thăm qua mà thôi. Nhưng lúc nãy nhân huynh có buộc miệng bảo tên trùng tên, không lẽ ở đây từng có một Dương Cần? Hắn liếc ngang, nhìn khá kỹ Dương Cần. Cũng có, nhưng vì thuở nhỏ y có qua một trận bệnh hoạn suýt chết, nên còn được gọi là tiểu quạt cho dù y sau này chợt khỏe lên và vạm vỡ, giống ngươi, nhưng diện mạo y không thể trắng trẻo và khôi ngô như thế này. Cạn hẳn chỉ là tên trùng tên. Dương Cần cười. Trùng tên như vậy quả thú vị. Ước gì tiểu nhân được một lần gặp một Dương Cần thứ hai. Hắn chợt lạnh giọng. Y chết rồi, nếu ngươi mong muốn được gặp y đến thế, sao không xuống quỷ môn quan tha hồ gặp. Dứt lời, hắn bỗng quay người quật một kình thật mạnh và thật gần vào Dương Cần. Dương Cần vẫn cười. Chúng ta vô thù vô oán, cớ gì nhân huynh gở miệng khuyên tiểu nhân xuống quỷ môn quan để gặp Dương Cần kia. Bình. Bị trúng kình, Dương Cần thì thản nhiên và bình chân như vậy, trái lại kẻ xuất kỳ bất ý tấn công Dương Cần thì lảo đảo thối lùi phải đến 3-4 bước. Hắn trợn mắt khinh hãi. Ngươi nội lực thâm hậu thật, hay ngươi chính là Dương Cần tái sinh với tấm thân vẫn luôn như đá kim cương bất hoại thân. Dương Cần lắc đầu. Tiểu nhân tuy có luyện một vài loại công phu để phòng thân nhưng làm gì có thứ bản lãnh như nhân huynh vừa đề cập. Mà này, sao nhân huynh bỗng dưng đồng thủ? Cạt phải có nguyên do, đúng không? Là nguyên do gì thế, nhân huynh? Hắn kịp trấn tĩnh và đang miễn cưỡng giải thích. Vì có ý ngờ nên ta được lệnh phải thử qua bản lãnh của ngươi. Cũng may, ngươi lại đủ bản lãnh để trầm tĩnh chịu đựng. Ngươi không để tâm và giận ta chứ? Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ mẫu thân Tiểu Chân ngay, theo lối này. Dương Cần nhìn thấy hắn cố ý đưa đường về phía có khách sảnh, đành hỏi. Nhân huynh toan đưa tiểu nhân đến gặp nhân vật đã ra lệnh, bảo phải động thủ như vừa rồi. Hắn gật đầu. Vì tung tích của mẫu thân Tiểu Chân chỉ có chủ nhân biết.
Hơn nữa, ngươi vì tha thiết gặp, ắt không ngại để chủ nhân hỏi qua ngươi vài câu. Lúc đó vì cả hai đã đi đến gần khách sảnh nên từ trong đó lập tức có tiếng người hỏi vọng ra. Dương Cần này không phải Dương Cần kia chứ? Hắn lại liếc nhìn Dương Cần lần nữa. Chỉ trùng tên thôi, chủ nhân hà tất quá lo ngại. Giọng ở bên trong cất lên cười. Vậy ngươi hãy thay ta, ra lệnh cho tất cả triệt thoái. Còn Dương Cần kia, vào đây. Hắn đẩy nhẹ tay vào Dương Cần. Vào đi, đừng ngại. Bất quá chủ nhân chỉ hỏi ngươi vài câu chiếu lệ, sau sẽ cho ngươi biết phải tìm mẫu thân à Tiểu Chân ở đâu. Dứt lời, hắn xoay người đi ngược lại, không hề biết chủ nhân hắn đang giận mình lo lắng như thế nào lúc nghe Dương Cần vừa xô cửa bước vào vừa lên tiếng. Kim Trang chủ muốn hỏi gì Tiểu Nhân? Bên trong khách sảnh chỉ có mỗi một nhân vật bệ vệ đang ngồi chờ gặp Dương Cần. Giọng nói của Dương Cần khiến cho nhân vật đó ngẩng ngay đầu kinh nghi nhìn Dương Cần. Thanh âm của ngươi sao đối với ta quen quá. Dương Cần ngoái tay chốt chặt cửa. Hóa ra Di Phu vẫn chưa quên giọng nói của Tiểu Điệt. Nhân vật nọ lúc này mới đứng bật dậy, nhìn kỹ diện mạo của Dương Cần. Là ngươi, ngươi là Dương Cần. Dương Cần vừa tiến lại gần vừa cười. Di Phu muốn lớn tiếng cũng vô ích. Vì bây giờ qua loan báo của gã cầu tài kia, mọi thuộc hạ của Di Phu thế nào cũng nghĩ có đến hai Dương Cần. Vì một đã chết nên một còn lại ở đây kể như vô hại cho trang chủ của chúng. Di Phu nên bình tâm tự ngồi xuống thì hơn. Kim trang chủ tái mặt, từ từ ngồi xuống trở lại. Ngươi chưa chết, đã cùng viện chủ Thiên La viện rơi xuống vực ngươi cũng chưa chết. Dương Cần chợt dừng lại. Không tiến thêm cũng không ngồi vào chỗ như cố ý chừa cho mỗi một người nữa là Dương Cần thế nào cũng ngồi. Di Phu cũng đừng có xuẩn động tìm cách chạm tay vào chỗ phát động cơ quan như thế. Vì một là Tiểu Điệt đã đề phòng và hai nữa, nếu Di Phu cố tình miễn cưỡng thì đừng trách Tiểu Điệt tuyệt tình trở mặt. Ý của Tiểu Điệt chỉ muốn hỏi Di Phu một vài câu rồi thôi, sau đó bỏ đi ngay. Được chứ? Kim Trang chủ lập tức thu tay, đặt cả hai lên vòng bụng bệ vệ. Dĩ nhiên ngươi có thể hỏi. Và nếu đáp ứng được ta sẽ đáp, có gì phải sợ ngươi vốn từng là một đứa bé được ta ra ân đưa về cưu mang nuôi dưỡng mới có ngày hôm nay. Dương Cần gật đầu. Trước tiên Tiểu Điệt xin được vấn an A Di, Đại Thiếu Gia Kim Mỹ An, và Nhị Tiểu Thư Kim Mỹ Kỳ. Nếu được gặp thì tốt hơn. Kim Trang chủ lắc đầu quẩy quẩy. Ngươi đến không đúng lúc rồi, vì lâu nay kể cả ta tuy có nhớ nhung thương tưởng nhưng chỉ vì đôi ba tuần trăng mới được đi thăm họ một lần. Đặt câu hỏi kế tiếp của ngươi sẽ là tung tích của mẫu thân Tiểu Chân. Dương Cần mỉm cười. Hỏi làm gì người đã chết? Đó chỉ là cái cớ để Tiểu Điệt được an toàn đến gặp gỡ Di Phu như thế này. Kỳ dư mọi việc có liên quan đến Tiểu Chân Tiểu Điệt đều tỏ tường. Kim Trang chủ giận mình. Hóa ra ngươi đã biết rõ ta đang là thủ hạ của ai. Chỉ như thế ngươi mới nghĩ mưu tìm cớ để gặp cho được ta. Dương Cần bảo. Trước kia Di Phu là thuộc hạ của Thiên La Viện. Vì muốn lập công cho nên Di Phu đành phó giao Tiểu Điệt nhân lúc họ cần người để đào luyện và lập thập nhân can, đúng không? Kim Trang chủ cười lạt. Nay Thiên La Viện đã lọt vào tay Cửu U và Tuyệt Địa Nhị Viện. Với thế lực của ta hiện nay như thế, ngươi thật to gan, không biết sống chết là gì nên mới tự dẫn thân đến đây. Dương Cần chợt nháy mắt. Nói như vậy, A Di cùng Mỹ An, Mỹ Kỳ hiện nay đang ở cùng Điền Phương, Tống Thanh Đạt và Nam Cung Hoàng. Và vì biểu muội Mỹ Kỳ trước sau gì cũng lọt vào tay Điền Phương nên Di Phu tự phụ cho thế lực của bản thân hiện ít ai sánh bằng. Di Phu không những đã tuyệt tình với Tiểu Điệt mà đối với thê nhi cốt nhục cũng chẳng tiếc thương. Tệ đến thế ư, Di Phu. Kim Trang chủ biến sắc. Ngươi không được hồ đồ. Mỹ An, Mỹ Kỳ nhờ nhiều phúc phận nên được nhị viện thu làm truyền nhân. Mỹ Kỳ dù sao cũng là sư muội của thiếu viện chủ Điền Phương. Nhất định Tống viện chủ phải bắt chúng giữ đúng lễ giáo. Làm gì sẽ xảy ra chuyện dâm ô như ngươi vừa độc miệng nói càn. Dương Cần cười thương hại. Biết rõ Điền Phương không ai bằng Tiểu Điệt.
Di Phu thật quá nông cạn, tự đem trứng gửi cho ác, lại còn không tiếc lời bênh vực cho kẻ tiểu nhân thế nào cũng gây tổn hại cho lệnh ái. Nói vậy, tiểu điệt thay vì hạ thủ thôi thì xin cứ để Di Phu sống thêm một thời gian nữa, hầu biết rõ mọi hư thực, xem có đúng như tiểu điệt nói chăng. Kim Trang chủ đứng bật dậy. Ngươi có tư cách gì để nói những lời trị thượng như thế? Ngươi có bản lãnh đó sao? Và dù có, không lẽ ngươi không nhớ ai đã cưu mang ngươi từ thuở mới hạ sinh để bây giờ ngươi đền đáp như thế sao? Dương Cần chợt lạnh giọng. Ngay sau khi ly khai nơi này, tiểu điệt sẽ tìm đến và đạp bằng cửu cung tuyệt địa viện. Dám nói như thế chắc Di Phu tự rõ hiện nay tiểu điệt có tư cách hoặc bản lãnh để trị thượng với Di Phu hay không? Riêng về chuyện đền đáp xin Di Phu cho hỏi, vì sao Di Phu sát hại hai mẫu tử tiểu chân? Có phải vì Tiểu Chân đã tình cờ phát hiện toàn bộ mưu toan bất lợi mà Di Phu cùng A Di luôn nghĩ cách sát hại Tiểu Điệt kể cả khi hãy còn bé? Đúng như thế không, hay Tiểu Điệt chỉ nghĩ hoan cho Di Phu? Kim Trang chủ lao đến xuất thủ miệng thì há to hô hoán. Người đâu, mau mau. Dương Cần nhanh tay hơn, lập tức cách không phát chỉ lực điểm huyệt đạo toàn thân Kim Trang chủ. Di Phu nên ngoan ngoãn thì hơn. Nếu không tiểu điệt e khó lòng lưu mạng cho Di Phu như vừa hứa. Bị điểm huyệt Kim Trang chủ chỉ biết trợn tròn hai mắt, khiếp vía vì bản lãnh quá cao cường của Dương Cần. Đã thế, lão còn thêm khiếp hãi khi nghe Dương Cần tiếp tục hài tội. Tiểu điệt bị mang hai chữ tiểu quặt đấy là do Di Phu ban cho và suýt chết. Sau lại bị Di Phu thương tưởng, ban cho những công việc nặng nề vượt quá sức, may nhờ tiểu chân chỉ điếm nên tiểu điệt nhân đó biến lao dịch thành khổ luyện ngoại lực. Thấy không hại chết tiểu điệt để chiếm đoạt toàn bộ điền sản này, Di Phu thật thâm độc khi lợi dụng điều Mỹ Kỳ bán báo để phó giao sinh mạng tiểu điệt cho ác nhân. Tiểu điệt kể đúng chứ? Và Dương Cần giải khai á huyệt cho Di Phu. Kim Trang chủ lắp bắp van xin. Ta thừa nhận vì nuôi ngươi quả nhọc nhằn, ngươi lại bệnh tật triền miên, nên ta chỉ sớm muốn tống khứ ngươi cho khuất mắt. Nhưng tuyệt đối không có chuyện hại ngươi để chiếm đoạt điền sản. Phụ thân ngươi chỉ là tiểu đạo tặc, làm gì có chút tài sản nào để ta manh tâm chiếm đoạt. Dương Cần phẫn nộ, long mắt và rít qua kẽ răng. Lão lập lại lần nữa xem, điền sản này là do lão từ đâu có. Do gia phụ tích cóp gửi về hay do lão nhờ sinh ý thích hợp nên càng lúc càng thêm phú quý. Cho lão hay, chính tai ta nghe tự miệng gia phụ thuật lại như thế. Giờ thì đến lượt lão phải đáp. Nói mau. Kim Trang chủ kinh hoàng. Sao bảo phụ thân ngươi đã chết? Dương Cần cười lạnh. Gia phụ không những không chết mà lại còn sai phái ta đến gặp lão để thu hồi toàn bộ điền sản này. Lão không phủ nhận sự thật chứ? Và lão có ưng thuận giao toàn bộ điền sản như ta vừa nói chăng? Hay lão chỉ muốn mất mạng? Chọn đi. Kim Trang chủ bùng rùn và bàng hoàng. Giao, để ta giao. Vì vốn dĩ tất cả đều là của phụ thân ngươi. Ta giao, đừng giết ta. Dương Cần hừ lạt. Mau gọi trưởng quản gia vào đây. Bảo tiền trang định giá tất cả sau đó đổi thành châu báu. Ta sẽ đi và sẽ cho lão toàn mạng. Nhớ, đừng mong giở trò trước mặt ta. Kỳ thực chỉ là do lão buộc ta phải dùng thủ đoạn này. Riêng ta thì cần gì tài vật chỉ là của ngoại thân. Thực hiện mau. Không bao lâu sau Dương Cần bỏ đi với hành trang dù chỉ là túi châu báu nhỏ nhưng lại là cả một điền sản có thể nuôi cả ngàn người không ít hơn 10 năm. Sao 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 sao. Tương tự những điền trang đã được Dương Cần tự tìm đến trong mấy ngày qua. Trưởng quỹ của tiền trang này cũng tự thân tiễn Dương Cần ra tận ngoài. Đa tạ thiếu gia đã ưu ái nghĩ đến những nạn dân trong vùng. Thiếu gia yên tâm, tệ trang sẽ đổi ngay số châu ngọc. Thiếu gia vừa quyên hiến thành ngân lượng, sau đó sẽ mua đủ lương thực cần thiết phát trần cho nạn dân. Xin đa tạ thiếu gia một lần nữa. Quân tử thi ân bất cầu báo, lẽ ra Dương Cần sẽ cứ thế quay lưng bỏ đi ngay, sau khi đã được trưởng quỹ tiền trang tiến chân đến tận ngõ và không cần hỏi gì thêm về cách điều hành công việc phát triển của tiền trang đã được Dương Cần tin tưởng ủy thác. Nhưng chợt có tiếng người gọi tuy để hỏi trưởng quỹ thế mà vẫn khiến Dương Cần động tâm.
Gần đây ở Trấn Thành có thêm một vài nạn dân không phải dân ngụ cư. Trưởng quỹ hỏi thiếu gia có nên phát trần luôn cho họ không? Trưởng quỹ lập tức quay lại, mắng người vừa hỏi. Ta đang lúc tiến chân thượng khách, chờ khi ta quay lại ngươi hỏi không được sao? Huống hồ ngươi đừng tưởng ta không biết thật tâm ngươi đang nghĩ gì. Nghe này, nạn dân nào thì cũng như nạn dân nào. Đã phát thì phát hết, không phân biệt. Huống hồ những người ngươi định nói chỉ là hai nữ nhân, một già cả lẩm cẩm, một thì ngơ ngẩn cho dù trẻ và xinh đẹp. Nếu ngươi toan nhân cơ hội này làm khó hoặc có ẩn ý này nọ, tiền trang của ta từ lâu nay không cần hạng người như ngươi. Người nọ thất kinh, vội thanh minh. Trưởng quỹ chớ vội nghĩ sai cho tiểu nhân. Kỳ thực tuy quan tâm mẫu tử họ nên tiểu nhân mới hỏi, nhưng chỉ là muốn nhắc khéo để trưởng quỹ thà trao tận tay cho họ thì hơn. Kẻo lúc phần nọ vừa đến tay chưa kịp dùng đến đã bị ả vì quá ngơ ngẩn nên sẽ vất vãi tứ tung. Dương Cần vì vẫn đứng đó nên không thể không hỏi. Là một tiểu cô nương ngơ ngẩn. Nếu vậy, nhân huynh kia chắc cũng đúng. Hay là phiền trưởng quỹ trao tận tay cho mẫu thân nàng ấy. Vì tuy già và lẩm cẩm nhưng thế nào mẫu thân nàng ấy cũng biết cách giữ lại và sử dụng cho cả hai. Trừ phi cả hai đều ngớ ngẩn như nhau. Trưởng quỹ bỗng thè lưỡi và rùng mình. Để ta nói thế này, mong thiếu gia chớ trách. Mụ ấy thật tình không ai đủ đảm lược đến gặp mặt đâu. Vì mụ nào chỉ già và lẩm cẩm, diện mạo mụ cứ như quỷ dạ xoa, vừa xấu xí vừa thật khiếp đảm. Thật không hiểu mụ ấy sao lại bỗng dưng có một cô nương thật xinh đẹp gọi mụ là mẫu thân. Dương Cần phì cười. Mẹ cú sinh con tiên, đâu phải chuyện chưa từng. Nhưng đã vậy, vì trưởng quỹ bảo chẳng ai dám đến gặp thôi thì cứ chỉ cách tự ta sẽ đến và ắt có cách vẹn toàn giúp họ. Trưởng quỹ lộ vẻ ái náy. Thiếu gia đã quyên hiến số châu ngọc bằng cả vạn lượng kim ngân. Để thiếu gia tặng thêm cho họ nữa, điều đó chẳng nói làm gì, vì tùy vào từ tâm của thiếu gia. Nhưng có lẽ đâu lại để thiếu gia phí công chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Dương Cần mỉm cười và lắc đầu. Ta tuy phí công nhưng bù lại cũng được lợi. Đấy là sẽ có dịp nhìn tận mắt họ sinh sống cơ khổ như thế nào. Đồng thời cũng phần nào tò mò muốn biết mẫu tử họ vì sao lại được chư vị, một là hết lời khen xinh đẹp, một thì bảo xấu như quỷ dạ xoa. Ta muốn thế, xin trưởng quỹ chớ áy náy quá. Trưởng quỹ đành thở dài, miễn cưỡng chỉ đường cho Dương Cần. Họ chẳng phải dân ngụ cư, phần thì vừa mới đến đây chưa quá mấy mươi ngày nên chỗ họ tạm ngụ chỉ là ngôi miếu bị bỏ hoang từ lâu. Thiếu gia nếu đi đến cuối trấn, chỉ cần rẽ hữu đi thêm dài ba dặm ắt sẽ nhìn thấy. Dương Cần kinh ngạc. Họ sống cách biệt như thế. Vậy sinh ý và độ nhật của họ là thế nào? Trưởng quỹ ngao ngán lắc đầu. Mụ mẫu thân có lẽ tự biết diện mạo xấu xa, dẫu đi đến đâu, làm gì cũng khiến mọi người sợ hãi xa lánh. Vì thế mụ chẳng mấy khi lộ diện. Được cái là ái nữ mụ lại xinh đẹp tợ thiên tiên, tuy ngơ ngẩn nhưng cũng biết chăm chút sắc diện. Nhờ đó, mỗi ngày vì ả đều vào trấn nên nếu không người này thì cũng người khác do am hiểu khổ cảnh cũng tìm cách dúi cho ả một ít vật thực mang về. Có điều lạ là đừng bao giờ cho ả nhiều. Bằng không à cũng tự vứt bỏ tứ tung, sau đó chỉ nhặt lại một ít đủ chi dụng mà thôi. Thật đáng thương, nhan sắc đó mà lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó. Dương Cần cũng thở dài. Càng đáng thương hơn vì họ chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm. Không ai bức hiếp cũng là điều may cho họ. Dương Cần toan đi, chợt nghe trưởng quỹ tủm tỉm cười, nói thêm. Nói ra chỉ sợ thiếu gia không tin. Kỳ thực cũng có một vài lần ả bị lũ du thủ du thực toan giờ cho ức hiếp. Thế nhưng ả như có Phật tiên độ trì, bọn kia dù cố vây bắt thế mấy cũng không sao tóm được. Đã tóm không được thì nói gì chuyện ức hiếp hay bắt nạt ả. Đã vậy, mỗi khi gặp chuyện tương tự ả thường rất lớn tiếng, chứ không chịu ngậm tâm như lúc vô sự. Cả hù dọa lại bọn kia, bảo là nếu tiểu quạt của ả đến, tiểu quạt của ả rất mạnh, tiểu quạt của ả sẽ cho bọn kia biết tay.
Thế là phần vì kiêng dè diện mạo xấu xa của mẫu thân à, ai ai cũng có thể tưởng tượng diện mạo của tiểu quạt à ắt phải xấu hơn đến mức độ nào, phần thì muốn tóm cũng không tài nào tóm được, kể từ dạo đó đến nay à hầu như vô sự. Dương Cần vội cúi thấp đầu, nói qua loa vài câu khách sáo và hối hả bỏ đi. Chỉ khi đi thật khuất, Dương Cần mới dám ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt nhợt nhạt vì lo lắng, đến nỗi chỉ muốn thi triển khinh công, miễn càng sớm gặp cô nương đó chừng nào càng mau giải tỏa nhiều nghi nan chừng nấy. Sao 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 sao? Bóng chiều ngã thật thấp mới thấy bóng dáng một nữ lang tiền tụy bước đi thơ thẩn quay về. Nàng còn cách ngôi miếu hoang một quãng ngắn, chợt Dương Cần xuất hiện ngay trước mặt nàng. Tiểu chân muội. Nàng bối rối, tự nghiêng đầu qua lại để ngó Dương Cần. Ngươi gọi ta, ngươi biết ta sao, tên ta là Tiểu Trân, nghe cũng quen quen, nhưng sao ta không thấy quen ngươi? Dương Cần tiến lại gần hơn. Muội đúng là Tiểu Trân, nhưng sao muội bỗng trở nên thế này? Ai đã làm gì muội? Kẻ nào đã khiến muội ngơ ngẩn, đến nỗi không nhớ cả tính danh? Kẻ nào? Từ trong ngôi miếu chợt có giọng dù the thé nhưng thật yếu vang ra. Ngươi đã về đấy ư, hài tử. Ai đã cùng về với ngươi? Ta nghe tiếng có kẻ cùng ngươi nói chuyện. Sao ngươi quên lời ta dặn, đưa kẻ lạ mặt về đây làm gì? Tiểu chân vụt lách ngang, lướt qua Dương Cần để chạy thật nhanh vào ngôi miếu. Mẫu thân, y bảo y biết Hải Nhi. Y bảo tên của Hải Nhi là Tiểu Chân. Phát hiện cách lách người qua chính là thân pháp, Dương Cần càng tin chắc đấy chính là Tiểu Chân nên vội lao theo. Nhưng giọng nói phẫn nộ từ trong môi miếu vang ra ngay lập tức làm Dương Cần chùn bước. Ngươi là ai, nếu không mau xưng danh, trái lại còn cố ý xông bừa vào thì chớ trách lão thân đây vì tình huống bất khả kháng đành phải dụng độc cho tất cả cùng chết. Dương Cần đành dừng bước đứng bên ngoài ngôi miếu. Còn tôn giá là ai? Tuy tại hạ chưa một lần diện kiến thân mẫu của Tiểu Chân nhưng vẫn quả quyết mẫu thân nàng đã tà thế. Tôn giá đã không phải mẫu thân của nàng, lại vừa tự bộc lộ là am hiểu thuật dụng độc, phải chăng việc xưng hô mẫu tử này là tôn giá có mưu đồ bất lợi cho Tiểu Chân và cũng là người khiến Tiểu Chân mất hết ký ức? Giọng kia quyết không nhân nhượng. Ngươi đã không xưng danh lại còn dám nói nhảm. Nhục nữ của lão thân không phải Tiểu Chân như ngươi khăng khăng đề quyết. Hoặc ngươi cút đi hoặc phải xưng dò tính danh và giải thích cặn kẽ như lão thân vừa đề xuất. Nếu không, mọi hậu quả dù xảy ra vẫn phải do ngươi chịu trách nhiệm. Dương Cần nghi ngại. Tôn giá cũng là nhân vật võ lâm. Một người vừa có diện mạo xấu xa vừa am hiểu thuật dụng độc theo tài hạ biết khắp võ lâm như chỉ có mỗi một nhân vật như thế. Ngươi muốn nói đến âm ma kiều đại Mỹ. Muốn gặp à, ngươi nên đi chỗ khác mà tìm. Còn bây giờ, nếu lão thân đếm đến ba ngươi vẫn chưa đi, hoặc không đáp ứng điều lão thân vừa đề xuất thì sinh mạng của Tiểu Chân ngươi cứ vào quỷ môn quan mà hỏi. 1. Bất thần Dương Cần đồng thân lao đi thật nhanh vào ngôi miếu. 2. Dương Cần dựa theo thanh âm vừa đếm, lập tức nhìn thấy một nữ ma diện vừa ngồi vừa ôm Tiểu Chân vào lòng, tay còn lại thì nắm tròn như thể đang giữ một vật và thế nào cũng ném ra. 3. Ngươi đã bỏ đi chưa? Dương Cần từ từ tiến lại gần nữ ma diện. Tôn giá đã mất hết võ công. Vậy thì... Nữ ma diện lập tức quật mạnh vật trong tay xuống nền miếu loang lổ nửa đất nửa gạch. Ngươi phải chịu trách nhiệm về cái chết của tất cả ở đây. Dương Cần dù giận mình nhưng cũng nhanh thật nhanh, vừa vội điểm huyệt nữ ma diện vừa phất nhẹ nhu kình đỡ lấy một vật tròn chỉ suýt nữa đã từ tay nữ ma diện va vỡ xuống nền. Cầm vật nọ trên tay, Dương Cần vừa kinh tâm vừa phẫn nộ, giật Tiểu Chân thoát khỏi mụ nữ ma diện. Hỏa khí Diêm La cầu. Mụ là quỷ Diêm La trong bọn tam quỷ tứ yêu. Sao mụ hại Tiểu Chân? Lại còn toan dùng vật này tự hại mụ, hại lây luôn tất cả. Tiểu Chân đang vùng vẫy, cố thoát tay Dương Cần. Mẫu thân, sao mẫu thân không cứu Hải Nhi? Ngươi là ai? Sao bắt giữ ta và còn dám quát mẫu thân ta? Mau buông ta ra, nếu không tiểu quạt mà đến tiểu quạt rất mạnh y sẽ không tha ngươi. Dương Cần cố gượng nhẹ với nàng. Tiểu Chân muội hãy mau nhìn lại ta.
Tiểu quạt đây, ta là tiểu quạt vừa được muội gọi đây. Lẽ nào muội nhớ, muội biết gọi đến ta nhưng lại không nhận ra ta. Quỷ Diêm La bị chế ngự huyệt đạo, chợt thở dài ai oán. Nếu ngươi là tiểu quạt đích thực, nếu ngươi là đã nhận được ả là tiểu chân, hãy nói đi, vì sao ngươi tìm được ả? Vì sao ngươi tìm được nơi ta ẩn ở đây? Và vì sao ngươi nhận đúng ta là quỷ Diêm La? Dương Cần cười lạt. Ta không nỡ hạ sát một kẻ mất hết võ công đã là may cho mụ lắm rồi. Mụ còn dám tra hỏi đủ điều về ta ư? Tạm biệt, ta sẽ đưa tiểu chân đi. Và nếu sau này biết rõ tiểu chân bị thế này là do mụ, lúc đó ta quyết lấy mạng mụ. Dương Cần điểm vào thủy huyệt của tiểu chân, toan đưa đi, chợt nghe quỷ Diêm La bảo. Ta hỏi ngươi là để mong cho ngươi có cơ hội hiểu ngọn ngành về những gì đã xảy ra cho ả. Nếu ngươi cứ thế này bỏ đi, ta nói thật việc giúp ả hồi phục vì là điều không tưởng, đồng thời sinh mạng ta cũng chẳng mong kéo dài được bao lâu, nên ngươi kể như mãi mãi không bao giờ biết ai là hung thủ hãm hại ả đến nông nổi này. Dương Cần đồng tâm. Ý mụ bảo không phải do mụ hại tiểu chân. Quỷ Diêm La hỏi ngược lại. Nếu ta vẫn quả quyết như thế, liệu ngươi có dám tin chăng? Huống gì sinh mạng ta đang ở trong tay ngươi, sợ gì mà ngươi không dám cùng ta nói cho tỏ tường ngọn ngành nguyên cớ. Dương Cần bối rối. Tin mụ, liệu tin được không những nhân vật được mệnh danh là nhất ma, nhị ác, tam quỷ và tứ yêu? Bỗng ở xa xa có một chàng cười theo gió đêm thoảng đưa đến. Khá thật, bọn ta chưa kịp đến là có người nhận rõ lai lịch của bọn ta. Ai vậy, nếu có bản lãnh hãy chờ đấy. Nhị ác này sẽ đến thu thập kể cả mụ quỷ Diêm La lẫn những kẻ nào to gan dám đối đầu bọn ta. Ha ha! Quỷ Diêm La rúng động. Ngươi mau đi đi, hãy đưa luôn ả cùng đi. Mà này, đừng quên cho ta xin lại hỏa khí Diêm La cầu. Chỉ có vật đó ta mới đủ đảm lược cùng bọn nhị ác nhị yêu đồng quy tận. Mau lên! Dương Cần chồm đến, diện đối diện với gương mặt cực kỳ xấu xa của quỷ Diêm La. Ta đủ bản lãnh hạ thủ nhị ác, chỉ cần mụ, một lần này thôi, vì mụ và vì lục thân đồ đệ mụ, hãy cho ta minh bạch một điều, mụ có hay không có gây tổn hại cho tiểu chân. Sắc mặt mụ đanh lại. Ngươi biết lục thân, đệ tử duy nhất của ta. Nó đâu? Dương Cần thì thào rít. Đối phương chỉ còn cách hai trượng là lọt vào miếu. Mụ không đáp, ắt tất cả đều muộn. Quỷ Diêm La thở hắt ra. Ta dám thề độc, không phải ta đã hại. Dương Cần đặt ngay tiểu chân vào giữa lòng quỷ Diêm La và đứng lên. Đủ rồi, một lúc sau chúng ta sẽ trở lại câu chuyện. Và vuốt một cái Dương Cần đã biến khỏi miếu để thần tốc xuất hiện bên ngoài, vừa vặn đứng chắn lối hai lão thân đang ào ào toan xông vào miếu. Nhị ác! Hai lão nhân khựng lại, ngay sau đó thì nhìn nhau. Chỉ là một tiểu oa nhi. Một tiểu oa nhi vừa rời vú mẹ. Dương Cần lùi lại một bước và hất hàm. Trong nhị ác, ai vừa huênh hoang bảo sẽ đến thu thập tất cả. Lão nhân bên tả chồm đến. Là ta, và đây là bằng chứng. Vù. Lão xuất thủ nhanh và độc khiến Dương Cần cũng đáp lại nhưng nhanh hơn, độc hơn. Ta sẽ minh chứng điều ngược lại. Bùng. Lão nhân còn lại nhìn lão nhân nọ bị chấn bay một quãng xa bằng ánh mắt kinh hoàng. Công phu gì lợi hại thế, tiểu tử? Dương Cần gọi để lão quay lại. Không cần biết đó là công phu gì. Trái lại, ta chỉ hỏi, liệu lão đủ bản lãnh chịu một kích như vậy? Lão biến sắc, đồng thời cứ chồm bừa vào Dương Cần. Ta giết ngươi, chết! Trong miếu có tiếng quỷ Diêm La kêu vọng ra. Đề phòng hắn thi độc. Dương Cần mỉm cười nhìn một màn vân vụ mờ nhạt chợt xuất hiện từ tay đối phương. Lão sẽ nếm mùi lợi hại. Hừ. Và Dương Cần hất tay, ngỡ chỉ xua đi màn vân vụ, nào ngờ còn thản nhiên điểm huyệt cách không chế ngự lão. Hừ. Dương Cần vừa xô lão ngã lăn vừa lấy chân đè ghìm đầu lão xuống đất. Bổn thiếu gia không ngại độc. Lão có cảm thấy hối hận sau hành vi hồ đồ đó chăng? Lão rít lên phẫn uất. Giết ta đi, 18 năm sau ta sẽ là trang hảo hán.
Đến lúc đó ngươi mới biết thủ đoạn của ta. Dương Cần thu chân về, rồi chồm xuống để nâng lão ngồi lên. Khá lắm, vì kể ra lão cũng có dũng khí, dám thà chết hơn chịu nhục, ta sẽ đối xử với lão đúng mực. Và vì lão là bại tướng, thiết nghĩ, lão chỉ có quyền chọn một trong hai đề xuất sau đây của ta. Thứ nhất, lão sẽ chết và làm ma hồ đồ vì sẽ không bao giờ biết ta là ai, đồng thời nhờ bản lãnh nào ta dễ dàng đả bại lão. Đó là nếu lão không cung xưng mọi điều ta muốn biết và sẽ hỏi lão. Ngược lại, nếu lão tỏ ra ngoan ngoãn hợp tác. Lão đang dương mắt nghi ngờ nhìn Dương Cần. Ngươi có ý định sẽ tha mạng ta? Dương Cần bĩu môi. Không bao giờ, vì ta đã quyết kết liễu lão. Chỉ có điều, vì lão thức thời nên đáp lại, ta sẽ thố lộ cho lão biết ta là ai. Lão khinh khỉnh. Vì sao ta mong muốn, phải biết ngươi là ai? Trái lại, ta chỉ cần biết ngươi tuy là một tiểu tử nhưng nhờ may và nhất là nhân lúc ta bất phòng nên mới có cơ hội đắc ý, bấy nhiêu đó đủ rồi. Đừng nhiều lời nữa, giết đi. Dương Cần phá lên cười. Đừng ngỡ ta dễ ta lọt vào kế nói khích của lão. Há lẽ vì xem trọng lão là hảo hán, là kẻ có dũng khí. Ta sẽ ngu xuẩn đến mức độ giải khai huyệt cho lão, sau đó lại phải phí công cho lão minh bạch là ta không nhờ may, cũng không phải nhân lúc lão bất phòng để đắc thủ. Đừng vọng tưởng như thế. Cũng đừng thấy ta chỉ là một tiểu tử mà ngờ có thể phỉnh lừa như đối với trẻ lên ba. Ha ha. Lão thất vọng thở dài. Ngươi là ai? Nhờ công phu nào dễ dàng đả bại một lúc đủ nhị ác? Chỉ sau khi minh bạch như thế, ta mới đáp ứng, hợp tác và mãn nguyện được chết dưới tay ngươi. Dương Cần sau thoáng cau mặt, sau đó đánh thì thầm vào tai lão một lúc. Lão biến sắc. Có thật ngươi là... Dương Cần cười vào mặt lão. Tại sao ta thì thầm, lão phải tự hiểu. Vì thế, đừng tỏ ra kinh hoàng như thế. Trái lại, giờ là lúc lão thực hiện phần lão. Thế nào? Lão chợt cười đắc ý. Ngươi tưởng ta đáp ứng ngươi thật sao? Lầm rồi, và bây giờ ắt ngươi đã rõ, gì thì gì ngươi cũng chỉ là một tiểu tử, ngươi vẫn bị ta lừa. Ha ha! Dương Cần phẫn nộ, vỗ tay lên đỉnh đầu lão. Lão muốn chết. Nhưng Dương Cần bất thần ngưng lại, đoạn mỉm cười vì thấy lão đang tình trạng nhắm mắt chờ chết. Cho lão chết ngay chẳng là tiện nghi cho lão sao? Đừng vọng tưởng và đừng lầm nghĩ ta lại trúng kế lão. Lão mở mắt và động nộ. Nếu không hạ sát ngươi tin không, ta chỉ cần được mở miệng lần nữa là sẽ hét toáng tính danh ngươi cho ai ai cũng biết. Dương Cần cười lạt và điểm á huyệt lão. Ta cũng không cần lão cung xưng. Rõ chưa? Và điều ta muốn bây giờ là muốn lão chết thật khổ, khổ đến độ lão dù muốn mở miệng van xin, bảo để lão nguyện ý đáp ứng miễn là được chết ngay, thì lão cũng chẳng còn cơ hội nào để mở miệng. Hai mắt lão kinh hoàng. Và theo cách lão nhìn, Dương Cần chép miệng lắc đầu. Ta đã nói rồi và chỉ mới vừa nói thôi, nào có lâu la gì. Phải chăng lão đã thay đổi ý định thà đáp ứng để được chết ngay hơn là bị hành xác? Đúng như thế chứ, chỉ tiếc muộn rồi. Lão nhắm mắt lại, chút ra tiếng thở dài não ruột. Cười thầm, Dương Cần lại giải khai á huyệt cho lão. Ta đành dung cho lão một lần cuối vậy. Nào, nói đi, ai đã? Chợt ở xa xa có tiếng gọi. Nhị ác, nhị lão đang ở đâu? Đã thu thập hoặc tìm được nơi ẩn thân của mụ quỷ. Lão nhân cơ hội được mở miệng lập tức gào to, gào thật ầm ĩ. Đừng đến đây, Dương Cần vì luyện được. Dương Cần phẫn nộ vỗ bốp một chưởng lên đầu lão. Ta vẫn bị lừa, giờ thì vĩnh biệt. Bố! Chưa kịp vất xác lão, Dương Cần bỗng nghe quỷ Diêm La gọi. Nhị yêu sắp tới, nếu giết được nó cứ giết, sau đó mau đưa ta cùng Tiểu Chân tìm chỗ khác. Mọi điều ngươi muốn biết, muốn hỏi, rồi sẽ biết. Đừng phí thời gian, sẽ không tốt cho tất cả chúng ta. Dương Cần chuyển thân, lao vào miếu. Nếu tại hạ hiểu đúng, hại Tiểu Chân là nhị yêu, nhị ác. Thế lực nào gộp được bốn ác nhân vào một nhóm? Quỷ Diêm La thở phào. Ngươi là Dương Cần, đủ hiểu vì các ngươi hỏi ta về thế lực này.
Có phải chỉ gần đây ngươi mới lại có cơ hội hành tẩu giang hồ? Nhưng ngươi hiểu đúng và hỏi đúng. Vì bị một thế lực sai khiến nên cả tiểu chân lãn ta bấy lâu nay luôn bị bọn nhị ác nhị yêu truy đuổi. Bấy nhiêu đó có tạm có ngươi minh bạch chưa? Dương Cần đưa ra một ngón tay. Còn một điều nữa, tôn giá vì thừa nhận đã biết rõ tiểu chân nên có thể hiểu tôn giá bấy lâu nay cũng là ân nhân của tiểu chân. Quỷ Diêm La lập tức quả quyết. Đấy là điều duy nhất ta có thể tự hào thừa nhận. Ngươi tin chăng? Dương Cần chồm đến, giải huyệt cho Quỷ Diêm La. Chúng ta đi, dù chậm cũng cứ đi. Tại hạ quyết chắc sẽ có cách bảo toàn cho cả ba. Chỉ phiền tôn giá, nếu cần dùng hỏa khí Diêm La cầu này dọa và bảo bọc hộ tiểu chân. Quỷ Diêm La đứng lên nhưng lắc đầu. Ta đã mất võ công. Để tiểu chân bảo hộ ta thì đúng hơn. Dương Cần nghi ngại, nhìn nàng vẫn đang thiêm thiếp ngủ. Thần trí nàng không đủ minh mẫn. Quỷ Diêm La ngắt lời. Ta đang là mẫu thân, ả luôn nghe ta. Ngươi thà tin hơn là để chậm vì chần chừ. Dương Cần thở dài, giải khai huyệt cho nàng. Vừa nhìn thấy Quỷ Diêm La tiểu chân chồm ngay dậy. Mẫu thân định đi đâu lúc trời tối? Quỷ Diêm La vỗ vào tay nàng. Thiếu hiệp đây chính là à, là hảo bằng hữu, sẽ đưa mẫu tử chúng ta cùng đi. Hải tử cũng cần làm quen và gọi là đại ca. Tiểu chân mỉm cười nhìn Dương Cần. Là y cũng vạm vỡ nhưng quyết không bằng tiểu quạt. Hải nhi đã xem tiểu quạt là ca ca, nếu thêm y nữa, y chỉ là nhị ca. Tiểu quạt phải là đại ca mới đúng. Dương Cần nghe như đứt từng khúc ruột. Được rồi, muội cứ gọi ta như thế. Ta không dành làm đại ca với tiểu quạt của muội đâu. Quỷ Diêm La chép miệng, nói cắt ngay. Đừng chần chừ nữa, ngươi cũng phải cho ta căn dặn ả đôi điều chứ. Tiểu chân kinh nghi. Mẫu thân vừa gọi ai là ả? Liễu cô lại sắp đến ư? Quỷ Diêm La lại vỗ về nàng. Đã có thiếu hiệp đây, hài tử không phải lo gì nữa. Này, hài tử nhớ giữ vật này đi cùng mẫu thân. Chỉ khi nào mẫu thân bảo ném, hài tử chỉ việc ném thật mạnh ra là ổn. Nhớ chưa? Dương Cần kinh hãi. Tốt nhất đừng bao giờ ném. Chỉ cần dùng để dọa là đủ. Tiểu chân hoang mang nhìn cả hai. Vậy thì ném hay dọa? Nhưng dọa là thế nào? Dương Cần toan giải thích chợt nghe Quỷ Diêm La bảo. Ta hiểu rồi. Ngươi lo chứ gì, yên tâm, vậy thì tự ta sẽ giải thích, ừ, chỉ dọa thôi, và hy vọng ngươi có đủ bản lãnh đúng như đã nói. Đi nào, hài tử. Dương Cần vội theo chân cả hai. Tiểu chân võ công vẫn còn, dù kém thì cũng như là có. Liệu tài hạ có thể giúp tiểu chân cùng đưa tôn giá đi cho nhanh? Quỷ Diêm La gật đầu. Ngươi cẩn trọng như thế là tốt. Vì nếu không có ta nói vào, chỉ cần một hành động bất cẩn của ngươi khiến tiểu chân bị mất niềm tin chỉ vừa mới có với ngươi, e rằng mai hậu ngươi đừng mong đạt được niềm tin đó. Dương Cần gượng cười. Chính vì hiểu như thế, lời vừa rồi của tại hạ chỉ là đề xuất mong tôn giá chịu khó giải thích hộ. Kỳ thực cũng vì sự an toàn cho chính sinh mạng tôn giá. Quỷ Diêm La lại gật đầu và lần này lên tiếng với tiểu chân. Lời của nhị ca, hài tử liệu có hiểu phần nào không? Đó là nhị ca của hài tử muốn. Tiểu chân chỉ ngớ ngớ ngẩn ngẩn, chưa hẳn là kém minh mẫn. Hài nhi hiểu rồi, nhưng tại sao chúng ta phải vội, mẫu thân? Có địch nhân sắp đến ư? Dương Cần chợt hắn vọng. Không còn là sắp, chúng đến rồi. Không ngờ nhị yêu vì nhát đảm, vừa nghe tiếng kêu gây kinh động lúc nãy của nhị ác đã vội quay về gọi viện binh, nên chúng đã đến và đến khá đông. Quỷ Diêm La chấn động. Theo ngươi, chúng đến bao nhiêu? 10 trang. Dương Cần hoài nghi. Cớ sao tôn giá không hỏi là 9 hoặc 11, mà phải đúng là 10. Trừ phi đó chính là thập nhân can. Quỷ Diêm La giận mình. Ngươi cũng biết về thập nhân can. Nghĩa là chúng kéo đến đủ 10 người thật. Vậy ngươi đối phó được chăng? Dương Cần biến sắc. Là liên minh tam viện với nhất ma. Thêm cổ linh bảo nữa. Không ngờ đấy chính là thế lực đủ bản lãnh thu nhận cả nhị ác nhị yêu.
Không biết chừng một quỷ còn lại cũng không ở ngoài thế lực này. Quỷ Diêm La dừng lại. Ngươi am hiểu kể cũng khá. Không sai, và kể cả ta cũng được chúng thỉnh mời. Nhưng chỉ vì một bất đồng nhỏ, chúng trở mặt ngay. Nếu ta không có sắp đặt trước, chỉ e kể cả sinh mạng cũng đã mất, không riêng gì võ công. Giọng của Dương Cần chợt nhỏ lại. Chúng đã phát hiện thi thể nhị ác, đã vượt qua miếu và đang phân khai đuổi theo chúng ta. Có lẽ đây là cơ hội cho tại hạ làm giảm thiểu uy lực của thập nhân can. Quỷ Diêm La hồ nghi. Ngươi toàn nhân lúc chúng phân khai, ra tay diệt trừ bớt. Dương Cần cười lạt. Cũng không khác lắm so với cách tại hạ đang có dự định. Vì trước đó chỉ tại hạ cũng muốn biết thập nhân can có gì lợi hại. Dứt lời, Dương Cần thoăn thoắt bước ra, lúc thì theo hướng tả, khi thì về mé hữu. Và cứ di chuyển được vài bước thì Dương Cần dừng lại nếu không phải để cắm vào đất một nhánh cây bất kỳ vừa tình cờ nhìn thấy và nhặt được thì cũng đặt một chướng ngại cho dù kỳ thực vật đó vị tất có thể gây trở ngại cho bất luận ai. Tuy vậy, lúc quay trở lại cạnh Tiểu Chân và Quỷ Diêm La, Dương Cần lại dùng giọng nghiêm trọng để căn dặn cả hai. Chưa thấy tại hạ quay lại xin chớ đi loạn. Cứ ở nguyên vị, chờ lấy, dù lâm phải bất kỳ tình huống nào. Quỷ Diêm La gật gù, à lên một tiếng. Sau đôi ba năm ngươi cùng Trác viện chủ thất tung ta nghe kể loáng thoáng như thế, hóa ra nhờ đó cả hai nhân họa đắc phúc, vừa tăng tiến võ công vừa luyện đến tinh thông kỳ môn thế trận. Ngươi yên tâm, ta tự hiểu nếu đi loạn trong trận sẽ bị hậu quả thế nào. Tuy vậy, đừng quá xem thường thập nhân can vì nếu bị vây hãm, chỉ e ngươi muốn quay vào trận để tạm lánh thân cũng quá muộn. Dương Cần liếc nhìn Tiểu Chân. Điều cần thiết là Tôn Giá gắng giữ, đừng để Tiểu Chân đi loạn. Nếu không, Tiểu Chân thản nhiên lên tiếng. Muội cũng không đi loạn, vì đấy là lời nhị ca vừa dặn, đúng không? Muội nghe là hiểu ngay. Xin nhị ca yên tâm. Dương Cần hoài nghi nhất mực, nhìn Quỷ Diêm La để dò hỏi. Quỷ Diêm La giải thích. Do cùng một lúc gặp nhiều đả kích khiến xảy ra như thế. Kỳ thực đến ta cũng không thể ngờ hôm nay Tiểu Chân lại tỏ ra mau hiểu những điều thoạt nghe. Dù sao, ắt hẳn ngươi càng thêm yên tâm. Dương Cần nhún vai và trợ bảo. Tại hạ sẽ quay lại. Bất luận thế nào cũng quay lại đưa nhị vị cùng đi. Và Dương Cần lao đi mất dạng. Chương 19, Dương Thế Tôn phá thập nhân can Dương Cần độ lượng tha điền phương. Các hạ là ai? Dù chỉ một người quát hỏi nhưng ngay lập tức lại có thêm ba bốn nhân vật nữa cũng bất thần xuất hiện đứng cạnh người vừa hỏi. Nhân vật bị quát hỏi vẫn điềm nhiên đứng yên, để bắn xả đôi mục quang loang loáng nhìn thêm nữa toàn bộ những nhân vật đã hoặc đang bất thần xuất hiện từ một diện mạo được che kín bằng một vuông lụa sẫm màu, hiệp với không gian tối sầm do màn đêm đã buông xuống khá dày. Có tất cả 11 nhân vật xuất hiện. Người thứ 10 mặc dù xuất hiện sau cùng nhưng lại có tiếng nói quyết định. Tôn Giá mau xưng danh. Bằng không, cho dù biết Tôn Giáo không phải tiểu tử Dương Cần đang được bổn nhân cùng thuộc hạ truy lùng thì bằng thái độ ngạo mạn ương bướng, bổn nhân đoan quyết Tôn Giá khó sống thọ hết đêm nay. Nhân vật che kín chân diện lúc này mới lên tiếng cao ngạo. Ngươi là ai? Liệu đủ tư cách hỏi tính danh ta không? Nhân vật thủ lãnh của nhóm 11 người liền ngoác miệng cười vang. Quả nhiên Tôn Giá đã đến số chết, vì đến cả bổn nhân uy danh lẫy lừng là Điền Phương, thiếu viện chủ Cửu U viện Tôn Giá cũng không biết. Này, nếu ngoan ngoãn tự phơi bày diện mạo và xưng danh Tôn Giá sẽ được bổn nhân ban cho cái chết toàn thây. Ha ha! Nhân vật che diện mạo vẫn cứ cao ngạo. Điền Phương, Cửu U viện. Cửu U viện ta có nghe, riêng ngươi thì không. Cút đi, trừ phi ngươi dám tự nhận ngươi là cao thủ đệ nhất Cửu U viện, trên cả Tống Thanh Đạt. Điền Phương rúng động lùi lại, dương mắt nhìn lom lom nhân vật che kín diện mạo. Dương Thế Tôn, Tôn Giá là Dương Thế Tôn. Dương Thế Tôn xua tay tỏ vẻ khinh khỉnh. Thái độ của ngươi thật đáng chán. Cút đi, vì ngươi dù bây giờ có muốn nói thế nào đi nữa vẫn không thể khiến ta tin ngươi là Cửu U đệ nhất cao thủ. Nhớ xua luôn lũ vô dụng cùng đi, hãy mau đi cho khuất mắt ta.
Điền Phương lấy trấn tĩnh thật nhanh. Vị tất Điền Phương này hoàn toàn vô dụng như Tôn Giá xem thường. Trái lại, chính đêm nay Tôn Giá sẽ là thần long xa vũng cạn và quả quyết thế nào cũng mất mạng vì lũ vô dụng này. Đại giáp đâu, mệnh lệnh bây giờ đành thay đổi, hãy dốc toàn lực và cho Tôn Giá đây biết thập nhân can bọn ngươi lợi hại như thế nào. Thực hiện đi. Một trong 10 nhân vật nãy giờ luôn đứng yên chợt có phản ứng, chứng tỏ y là đại giáp. Xin tuân lệnh chủ nhân. Và đại giáp với tay, vừa dùng thu lệnh vừa ra lệnh cho đồng bọn. Khai trận, quyết tâm diệt địch nhân. Đồng bọn của đại giáp gồm những 9 người. Vì thế tất cả chính đều dập dàng phát lên tiếng hô vang động. Quyết diệt địch nhân. Dương Thế Tôn điềm đạm tỏa thị, gật đầu khen thập nhân can. Khí thế quả có thể bức người. Hóa ra Điền Phương ngươi toan dựa vào thập nhân can để thực hiện câu chuyện đêm nay sẽ khiến Dương Thế Tôn ta mất mạng. Hãy cứ để đấy, chờ xem cách đối phó này của ngươi có hiệu quả hay không. Nhưng riêng ngươi, không lẽ ta để cho ngươi ung dung đứng ngoài tọa sơn quan hổ đấu? Điều đó thật bất công. Vì thế ta muốn ngươi cũng nên nếm chút lợi hại. Xem đây, ha ha. Dương Thế Tôn như hóa thành cơn cuồng phong thần tốc cuộn ào đến Điền Phương một đợt sóng kình huy mãnh. Tào. Điền Phương thất kinh hồn vía, vừa loạng choạng nhảy lùi vừa gào thất thanh. Đại giáp, phát trận, mau, ối, nguy mất. Đúng là nguy cho Điền Phương thật. Bùng. Điền Phương bị chấn bay thật xa, khiến cho lúc Dương Thế Tôn bắt đầu bị thập nhân can vây hãm thì Điền Phương đã hoàn toàn mất dạng. Đại giáp cho phát động nhanh thế trận. Trường xà trận đệ nhất kích. Đánh. 10 người nối đuôi nhau với một mình đại giáp đứng đầu. Tất cả đều chút dồn nội lực vào một mình đại giáp. Vì thế chỉ có một mình đại giáp dốc lực phát thành chiêu. Vù. Dương Thế Tôn biến mất. Nhưng khi xuất hiện thì vì đứng ngay phía sau đại giáp nên Dương Thế Tôn thần tốc quật đủ 9 kình vào 9 nhân vật đang dồn lực cho đại giáp. Mỗi người nhân một kình, bắt đầu từ nhân vật đứng kế cận đại giáp cho đến tận nhân vật đứng sau cùng. Bung bung bung. Trường xà trận tan vỡ, chỉ là do 10 người hợp trận đã bị phân khai thành 10 hướng. Đại giáp bối rối quay lại. Địch nhân quá lợi hại. Mau diễn khai tứ tượng lục hợp. Cả 10 người dùng chuyển động, làm cho Dương Thế Tôn nhất thời chỉ biết đứng yên và nhìn, miệng thì lẩm bẩm. Thập nhân can nếu chỉ thế nào thì nào có gì lợi hại. Bởi biến hóa tuy nhiều nhưng vì thế càng lộ nhiều sơ hở. Đủ hiểu chủ nhân của thập nhân can dù có là Điền Phương hay là ai chăng nữa vẫn không xứng đáng là đối thủ của Dương Thế Tôn ta. Lập tức có tiếng quát đanh gọn vang đến. Ngưng lại mau, đại giáp. Thật không ngờ bao tâm huyết của ta đều bị bọn vô dụng các ngươi phá hỏng tất cả. Đại giáp sợ hãi cúi đầu, chỉ dám len lén nhìn một nhân vật cũng che kín chân diện vừa xuất hiện. Thuộc hạ đã lo ngại điều này từ trước, vì tự hiểu bản thân khó đáp ứng việc thay thế cương vị của một đại giáp đích thực. Nhân vật mới đến liền xua tay. Lui đi, dẫn cả lũ cùng lui. Và khi gặp Điền Phương, nhớ bảo y, điều ta cần là sự thành tâm. Lẽ ra y phải giao cho ta một thập nhân can thật dũng mãnh và đầy uy lực. Chứ ta cần gì một lũ vô dụng bọn ngươi không giống chút nào với lời huênh hoang chính miệng y đã khoa trương với ta. Lui. Dương Thế Tôn hừ lạt. Hóa ra còn một thập nhân can khác lợi hại hơn. Nhân vật mới đến liền cười khẩy. Không sao, tuy tiểu tử họ Điền dám qua mặt, chỉ giao cho ta một lũ vô dụng, nhưng ta quyết chắc nếu gặp phải thập nhân can đích thực, đã được đào luyện theo đúng những gì ta từng điềm chỉ, ngươi dù có là Dương Thế Tôn thật sự cũng vị tất đối phó nổi. Dương Thế Tôn gật gù. Điềm chỉ cho Cửu U Thiên La nhị viện cách đào luyện thập nhân can, nếu ta hiểu không sai thì từ lâu ngươi là kẻ đứng đằng sau cái gọi là liên minh. Nhân vật nọ đồng tâm. Sao ngươi chỉ nhắc đến Cửu U Thiên La, trong khi ai ai cũng biết thuở đầu của liên minh chỉ là Cửu U, Địa Tuyệt, sau đó mới có thêm Thiên La do tiện nhân Trác Bách Hoa đột ngột thảm tử. Dương Thế Tôn phá lên cười. 12 năm ta ẩn tích giang hồ, nhưng đâu vì thế mà bảo ta không hay biết chút nào từng động tĩnh võ lâm.
Thiên La Liên Minh cửu u ẩn tình này nếu ta không tỏ tường thì làm sao biết đấy chỉ là một âm mưu. Và kỳ thực đúng như ngươi vừa nói, khắp võ lâm ai ai cũng biết cửu u liên minh địa tuyệt. Vì thế sẽ không ai am hiểu Thiên La Viện vì sao chợt mất đi viện chủ để sau đó đúng như dụng ý, liên minh địa tuyệt cửu u, lại có thêm Thiên La. Dày công sắp đặt như thế, bản lãnh như Tống Thanh Đạt hoặc Nam Cung Hoàng là vô năng. Vậy ngươi là ai, đã dám có âm mưu thao túng tam viện vậy liệu có đủ đởm lược xưng danh chăng? Ha ha! Nhân vật nọ quắc mắt. Ngươi không phải Dương Thế Tôn, ta quả quyết như thế. Dương Thế Tôn cười mũi. Ta cũng quả quyết ngươi không bao giờ dám xưng danh, dù vậy ta vẫn có cách để khiến ngươi tự bộc lộ chân tướng. Nhân vật nọ chợt lùi lại một bước. Ngươi muốn đồng thủ. Dương Thế Tôn tiến lên một bước. Phế thuyết, vì bình sinh Dương Thế Tôn chỉ đồng thủ với những nhân vật hữu danh. Còn đối với ngươi, hừ ta chỉ không ưa thái độ thập thò lén lút, muốn dương danh thiên hạ, muốn độc bá võ lâm, nhưng lại không dám trường mặt thật ra như ngươi. Nhân vật nọ lùi lại mãi. Thế còn ngươi, sao không trường mặt thật? Dương Thế Tôn lập tức tiến lên theo. Diện mạo ta bị hủy và dĩ nhiên có nguyên do bị hủy. Nhưng, đó là chuyện của ta tất sẽ có duy nhất một nhân vật phải lãnh chịu hậu quả đối với việc diện mạo ta bị hủy. Nhân vật nọ chợt đảo mắt xoay tròn. Có thật chăng, hay đó chỉ là cớ do ngươi cố ý bịa, vì ta không nghĩ kẻ nào đó dù có bản lãnh phá hủy diện mạo ngươi nhưng lại quá từ tâm không hạ thủ đoạt mạng ngươi. Dương Thế Tôn cũng lập tức xoay đảo đôi tròng mắt. Vì không đủ bản lãnh diện đối diện hạ thủ nên kẻ đó chỉ có thể lén lút ám toán và đạt kết quả chỉ ngần này. Nhưng ngươi sao quá quan tâm đến chuyện đó? Trừ phi chính ngươi 12 năm trước đã lẻn dùng độc muốn hại mạng ta và nay vì phát hiện chuyện bất thành nên quan tâm và hối hận. Nhân vật nọ bật cười. Hoang đường, những lời của ngươi toàn là từ hoang đường. Đủ hiểu ngươi chỉ là kẻ mạo nhận Dương Thế Tôn. Và thêm một bằng cớ nữa là ngươi không nhận biết ta qua thanh âm đã từng nghe. Ha ha! Dương Thế Tôn rúng động. Ta từng nghe thanh âm của ngươi. Có nghĩa là giữa ta với ngươi từng có lần hội ngộ. Nhưng phàm những ai từng cùng ta hội ngộ thì họ vì từng chiến bại nên không thể không đồng thủ ngay khi được nghe thừa nhận ta chính là Dương Thế Tôn. Họ tin hay không thì cũng đồng thủ, chỉ vì ba chữ Dương Thế Tôn. Không như ngươi, thái độ tuy lo lắng và hoang mang nửa tin nửa ngờ nhưng Thủy Chung vẫn chưa dám đồng thủ. Vì sao, huống hồ ngươi bảo đã cùng ta hội ngộ. Trừ phi ngươi chính là. Nhân vật nọ vội vã bật lao vào Dương Thế Tôn với tiếng gầm cực lớn. Ai bảo ta không dám đồng thủ, cho dù ngươi có là Dương Thế Tôn đi nữa. Hãy xem đây. Tào. Dương Thế Tôn dịch tránh, miệng vẫn tiếp tục phát thoại và đoán. Ngươi là kẻ đã từng cứu ta. Và cứu thì cứu nhưng bây giờ cũng chính ngươi lại không dám nhận là đã cứu ta. Vì sao chứ? Vì sao chứ? Nhân vật nọ hùng hổ tìm cách tiến áp Dương Thế Tôn. Nói nhảm, ta cứu ngươi khi nào? Đỡ. Vù. Dương Thế Tôn lần này xuất thủ. Phải hay không ta sẽ biết ngay. Đỡ. Bung bung bung. Cả hai cùng lùi sau hàng loạt những tiếng cảm kình liên tiếp vang lên. Và nhân vật nọ lại lướt đến. Nhu phong thập bát lộ. Sao ngươi cũng biết sở học này của Dương Thế Tôn? Vù. Dương Thế Tôn cũng thần tốc xuất lực đối phó quyết không chịu kém. Vì ta chính thật là Dương Thế Tôn. Ngươi từng cứu ta, lẽ ra tự ngươi phải biết rõ điều này hơn ai hết. Hay ngươi không nhận vì đã quyết chắc Dương Thế Tôn ta phải chết? Có phải thế không? Hả? Đỡ. Bung bung bung. Dương Thế Tôn cứ thế, càng động nộ thì càng dốc toàn lực xuất chiêu. Vì sao ngươi biết chắc ta phải chết? Nói. Vù, vù. Nhân vật nọ đột ngột xoay người bỏ chạy. Và Dương Thế Tôn vừa động thân bám theo thì nhân vật nọ chợt xoay phát lại và hất mạnh hữu thủ. Dương Thế Tôn, ngươi tự ý tìm chết. Từ tay nhân vật nọ liền bung ra một quầng vân vu mù mịt. Rào. Dương Thế Tôn lập tức khựng lại và gào thất thanh. Chất độc, a, a.
Bị trúng độc, Dương Thế Tôn khuỵu ngay xuống và nằm bất động mãi. Quầng vân vụ tan dần, chỉ còn lại bóng đêm với một mình Dương Thế Tôn nằm bất động. Lâu thật lâu, vì không gian xung quanh quá tĩnh lặng nên tiếng côn trùng rả rích kêu trong đêm giờ mới có cơ hội bật lên rõ mồn một. Dương Thế Tôn vẫn nằm, nhưng nửa canh giờ sau toàn thân Dương Thế Tôn bắt đầu có dấu hiệu nhích động, sau đó từ từ tự ngồi dậy. Dương Thế Tôn ngồi xếp bằng theo thế tọa công. Sao y không nhân đó quay lại hạ thủ ta? Ta cũng may, vì nếu y quay lại, ta e khó thoát. Làm gì còn cơ hội tự vận công trục độc như bao lâu nay ta vẫn tiến hành. Xung quanh vẫn yên tĩnh, tiếng côn trùng dù có bị lời lẩm bẩm vừa rồi của Dương Thế Tôn làm cho gián đoạn thì lúc này lại được dịp dị giả vang lên khiến đêm trường thêm buồn thê thiết. Có lẽ do chợt mang tâm trạng buồn, vì ngoại cảnh chi phối chăng, nên Dương Thế Tôn thảm não đứng lên, bước đi từng bước chậm. Đến một lúc Dương Thế Tôn vụt thở hắt ra và tự tay cởi bỏ khăn che mặt, để lộ một diện mạo anh tuấn. Hắn là ai? Gian ngoa quỷ quyệt như hắn quả là thiên hạ chẳng ai bằng. Đến cả việc ta giả vờ trúng độc cũng không thể lừa được hắn quay lại. Hắn là ai? Với thân phận bây giờ không còn là Dương Thế Tôn nữa, Dương cần xăm xăm di chuyển theo cách thức chỉ bản thân biết và bất thần đối diện với Điền Phương đang tái nhợt thần sắc và càng thêm động dung khi bất ngờ chạm mặt Dương cần. Điền Phương đứng bật lên thật nhanh. Ngươi là... Dương cần cười nụ. Là Điền huynh đấy ư? Đệ đang án trong trận tuy có nghe biến động nhưng không ngờ người nhập trận là Điền huynh. Cam thất lễ vì đệ Điền huynh bị hãm trong trận khá lâu. Điền Phương nhìn quanh. Ngươi là, Dương Cần, đây là trận do ngươi lập. Có đúng ngươi là Dương Cần qua việc đang tìm cách bảo toàn sinh mạng cho mụ quỷ Diêm La. Dương Cần thoáng nhăn mặt. Lẽ nào Điền huynh không nhận ra đệ thật sao? Đệ thì lúc nào cũng luôn nhớ đến Điền huynh. Nhớ nhất là lúc đệ cùng phu nhân Trác viện chủ rơi xuống vực. Mà này, vì nhắc đến quỷ Diêm La, có thật Điền huynh chính là nhân vật vẫn quyết liệt truy đuổi quỷ Diêm La và còn thêm một nhân vật nữa. Điền Phương quá chấn động toan lùi lại, chợt thất kinh khi nghe Dương Cần từ tốn bảo. Ấy, đừng lùi, kẻo trận lại biến đổi và nhỡ đệ không có cách nào tìm lại được Điền huynh thì sao? Điền Phương nuốt nước bọt. Ta chỉ truy đuổi mỗi một mụ quỷ Diêm La. Nếu có thêm nhân vật nào nữa thì hoàn toàn ngoài chủ ý của ta. Dương Cần gật đầu. Đệ cũng nghĩ vậy, vì thế thay vì nhìn thấy là hạ thủ Điền huynh ngay như đệ đá thẳng tay hạ sát kết Liễu Nhị Ác, đệ lại muốn hỏi rõ Điền huynh cho minh bạch. Bây giờ thì rõ rồi, hay là đệ phóng thích cho Điền huynh? Điền Phương vụt trợn mắt. Đừng tỏ ra thương hại ta. Huống hồ ta thừa biết ngươi không dễ gì phóng thích. Nói đi, ngươi muốn giở trò gì ở Điền Phương này? Dương Cần tấm tắc khen. Quả nhiên có cơ trí, thoạt nghe Nhị Ác bị kết liễu, Điền huynh lập tức hiểu ngay đệ không phải hạng lúc nào cũng có từ tâm. Nếu vậy càng dễ cho hai chúng ta thương lượng, Điền huynh sẽ sống nếu ưng thuận giúp đệ một việc. Điền Phương lại nuốt nước bọt. Ngươi muốn ta giúp điều gì? Dương Cần xoay lưng bước đi. Phiền Điền huynh cùng đệ đến một chỗ khác thuận tiện hơn. Nhớ đừng đi sai so với những dấu chân của đệ. Điền Phương miễn cưỡng bước theo, vì thế luôn dõi mắt lo lắng nhìn quanh. Chợt Điền Phương nghe Dương Cần vừa đi vừa hỏi với lại. Điền huynh mong tìm ai? Hay Điền huynh không chỉ đến một mình? Điền Phương len lén đưa cao một cánh tay. Kỳ thực cùng đi với ta còn có nhiều thuộc hạ. Liệu có thể chúng đang chịu chung số phận như ta? Dương Cần vẫn vừa đi vừa đáp lời. Đệ chưa thấy, nhưng nếu chúng vô tình xa vào trận Điền huynh yên tâm, vì thế nào đệ cũng cho chúng cùng Điền huynh gặp lại. Điền Phương quật một kình tận lực vào hậu tâm Dương Cần. Ta chỉ yên tâm khi ngươi chết. Bùng! Dương Cần bình thản quay lại, lắc đầu nhìn Điền Phương. Điền huynh thật kém trí nhớ. Há quên rằng đệ có tấm thân đau thương bất nhập hay sao? Đừng lặp lại như thế nữa. Kẻo đệ bị khích nộ thì chuyện nhờ Điền huynh giúp e sẽ không cần nữa. Điền Phương tái mặt, đành vờ cười. Chỉ vì ta chưa tin chắc ngươi có đúng là Dương Cần hay không nên đành liều thử.
quả nhiên chính là ngươi với tấm thân đau thương bất nhập. Nhưng bất chợt Điền Phương lại hất vào giữa mặt Dương Cần một nắm vân vụ. Nhưng ngươi liệu có thể? Dương Cần thổi phù một cái, làm nắm vân vụ tan loãng. Đến thất hồn tán trước kia còn chưa làm đệ lu mờ ý chí, không lẽ Điền Huynh lại vẫn quên điều đó? Hoặc giả đây cũng chỉ là cách thử để Điền Huynh tin thật chắc rằng đệ chính là Dương Cần. Nếu vậy, có lẽ đệ cũng nên thử cho Điền Huynh biết có thật chính tay đệ đã kết liễu nhị ác hay không. Xem đây. Điền Phương kêu thất thanh. Không cần, không cần. Và bây giờ ta thật sự tin đệ chính là Dương Cần, không giả dù chỉ phần nhỏ. Đồng thời bản lãnh của đệ quả thật đã tinh tiến hơn xưa bội phần. Có lẽ Trác viện chủ cũng thế. Dương Cần đồng tâm, chú mục nhìn vào sắc diện của Điền Phương một lúc sau bảo. Lần đó có một nhân vật đã mạo hiểm xuống tận đáy vực để tìm đệ cùng phu nhân. Đệ tin quyết kể cả Điền Huynh lẫn nhất ma tam viện đều không hay biết chuyện này. Thôi, vì Điền Huynh không biết nên đệ không cần hỏi làm gì. Chúng ta đi tiếp. Tuy đi trước dẫn lối nhưng Dương Cần chợt tủm tỉm vì nghe từ phía sau có tiếng Điền Phương lầu bầu. Không lẽ lại là lão? Hừ, hóa ra không lúc nào lão lại không giám sát tam viện. Dương Cần bận hỏi. Điền Huynh đang nói về ai? Điền Phương chối bỏ ngay. Không có, ta đâu nói đến ai. Dương Cần gật đầu và chợt hất hàm. Đến rồi, họ đây rồi. Vừa nhìn thấy Dương Cần, Tiểu Chân bật dậy ngay. Sao nhị ca mãi bây giờ mới quay về? Còn ai đây, nhị ca? Dương Cần đang lén quan sát Điền Phương, chỉ thấy Điền Phương không những nhìn Tiểu Chân mà cũng nhìn Quỷ Diêm La bằng ánh mắt sợ hãi. Dương Cần chợt hỏi. Điền Huynh có nhận biết Tiểu Chân không? Điền Phương thở dài. Liễu Tuyết Thanh có lần đưa nàng đến gặp ta. Chỉ tiếc nàng vì quá ngớ ngẩn, khiến ta muốn giúp cũng không làm cho Thanh muội toại nguyện. Dương Cần động nộ. Chớ nói dối. Thế không phải chính ngươi vì phục thất hồn tán quá độ, khiến Tiểu Chân nhận chịu hậu quả như thế này sao? Tiểu Chân bị tiếng quát của Dương Cần làm cho khiếp đảm. Nhị ca đừng quát y, muội sợ nhất những tiếng quát như thế. Điền Phương cũng kinh tâm động phách. Ta không nói dối ngươi, và nếu ngươi bảo ta giúp nàng hồi phục ta bất lực đấy. Quỷ Diêm La chợt lắc đầu kéo Tiểu Chân vào lòng. Đừng sợ hãi nhị ca, cũng đừng vì thế mà giận hài tử. Nhị ca chỉ muốn mọi điều tốt cho hài tử thôi. Và vẫn giữ Tiểu Chân nép vào lòng, Quỷ Diêm La giải thích với Dương Cần. Tuy thoạt tiên, lúc Liễu Tuyết Thanh đưa đến chỗ gã họ Điền, Tiểu Chân đã ngơ ngẩn thế này, nhưng sau đó vì luân phiên bị nhị ác, nhị yêu gây khiếp hãi, Tiểu Chân càng thêm đả kích nhiều hơn. Còn y, Quỷ Diêm La khinh khỉnh nhìn qua Điền Phương. Đó là lúc sư đồ y lo lấy lòng tất cả bọn ta, y dù có tâm địa tà tâm cũng không dám đối đầu hoặc gây bất bình cho nhị yêu, nhị ác. Tuy vậy, nói như thế không phải y không có lỗi. Trái lại sư đồ y dù biết vẫn để mặc Tiểu Chân khốn khổ đủ điều. Nếu không có ta, vị tất Tiểu Chân còn nguyên vẹn. Sau cùng, cũng là y nghĩ kế mưu hại ta. Và sau khi biết ta dù mất hết võ công vẫn có cách đưa Tiểu Chân cùng đi, chính y đã đốc thúc việc truy đuổi. Ngươi không phủ nhận chứ, Điền Phương. Điền Phương nhăn khổ nhăn sở. Nhưng lệnh đồ lục thân nào do Tiểu Điệt sát hại, cớ sao lão cô cứ luôn để tâm giận và hễ mở miệng là đe dọa lấy mạng Tiểu Điệt. Quỷ Diêm La nạt. Câm miệng, lục thân là tự ngươi cầu cạnh, bảo cần có y nên ta mới ưng thuận cho theo ngươi. Vậy tung tích của lục thân nếu không hỏi ngươi thì ta biết hỏi ai? Điền Phương chối đây đẩy. Lục thân không do Tiểu Điệt hạ thủ. Đó là sự thật. Quỷ Diêm La hỏi Dương Cần. Có thể ngươi biết ai là hung thủ đã khiến tệ đồ từ dạo đó hoàn toàn tuyệt tích? Dương Cần lắc đầu. Tại hạ không tận mắt mục kích. Kể cả lúc lệnh đồ gắng gượng chăn chối đôi điều tại hạ cũng không nghe đề cập đến ai là hung thủ. Quỷ Diêm La tái mặt. Lục thân chăn chối thế nào? Dương Cần thuật lại. Lệnh đồ nhờ nhắn với sư phụ tức là tôn giá, rằng nhị viện liên minh là có giá tâm, sẽ không buông tha cho bất kỳ ai biết rõ mưu đồ của họ.
Sau đó lệnh đồ còn trao cho tại hạ hỏa khí Diêm La Cầu. Cũng nhờ nhìn quen mắt nên tại hạ dễ dàng nhận biết tôn giá là ai. Điền Phương vụt kêu. Có thể do Liễu Tuyết Thanh hạ thủ chăng? Quỷ Diêm La nạt ngang. Ngươi đừng nhân cớ này nọ tìm cách chạy tội. Huống hồ Liễu Tuyết Thanh là đệ tử Thiên La Viện, không liên quan đến việc ta giao lục thân cho nhị viện liên minh lúc đó là cửu u, địa tuyệt. Ta. Chợt tiểu chân cửa quậy không yên trong lòng quỷ Diêm La. Liễu cô cô, Liễu cô cô. Dương Cần đồng tâm, hỏi quỷ Diêm La. Vì sao tiểu chân day dứt không yên tâm mỗi khi nghe nhắc đến Liễu Tuyết Thanh? Quỷ Diêm La thở dài. Ta thật không rõ Liễu Tuyết Thanh có quan hệ thế nào với tiểu chân bị như thế này. Có khi cả hai vì là cô điệt Liễu Tuyết Thanh lo cho tiểu chân chu đáo khiến tiểu chân xao xuyến và nôn nao mỗi khi nhắc đến chăng. Điền Phương chợt nguyện ý góp tiếng. Tâm địa của Thanh muội luôn sắt đá. Thật khó tin vì thâm tình cô điệt cốt nhục chợt khiến tiểu chân có phần lo sợ mỗi khi nghe nhắc đến tên ả. Dương Cần quyết tìm hiểu thật minh bạch. Ý ngươi muốn nói cũng có khi tiểu chân bị thế này là do Liễu Tuyết Thanh. Sau vì không cam lòng, và nhất là hối hận nên Liễu Tuyết Thanh đưa đến, hy vọng ngươi có cách giúp tiểu chân khôi phục. Điền Phương đảo láo liên tròng mắt. Ta rất hiểu ả, người sắt đá như ả làm gì biết hối hận. Dương Cần gắt. Ta không cần nghe bình phẩm. Cứ sự việc thế nào thì ngươi nói thế ấy, hoặc qua đó ngươi cho biết nhận định của ngươi. Đừng để những định kiến xưa cũ làm cho sai lệch. Điền Phương tuy sợ nhưng hậm hực. Đúng là ả vì quá lo lắng nên có đưa tiểu chân đến chỗ ta. Tuy nhiên, ta dám nhận định và bình phẩm như thế chỉ vì ả hầu như làm ngơ, không lý gì đến chuyện nhị ác, nhị yêu cứ luôn luôn khuấy rối, muốn cưỡng nhục tiểu chân. Dương Cần cau mày ngẫm nghĩ. Lẽ nào Thanh tỷ lại tỏ ra quá lơ là với tiểu chân như thế? Trừ phi vì nguyên nhân khác, khiến Thanh tỷ dù muốn cũng không dám tỏ ra mặt mối quan tâm. Quỷ Diêm La gật gù. Liễu Tuyết Thanh lúc quay lại là kể như cam chịu sự kềm tỏa của cửu u, địa tuyệt. Rất có thể vì thế ả dù quan tâm cũng không dám lộ liễu. Dương Cần đắc ý nhìn Điền Phương. Ý ta muốn đề cập một nguyên nhân như thế, ngươi thừa nhận chứ? Điền Phương tái mặt. Nhưng ta vẫn bảo lưu ý của ta. Còn tin hay không đó là quyền của ngươi. Đồng thời muốn định đoạt ta như thế nào tùy ý. Ta vì biết phải chết hà tất hạ mình van xin ngươi. Dương Cần nhìn quỷ Diêm La. Tôn giá có muốn sau này tự tay báo thù cho lệnh đồ? Quỷ Diêm La hiểu ý hỏi. Ngươi muốn ta tha cho y, tuy mạo hiểm nhưng kỳ thực ta lại muốn như thế. Vì sau này nếu có thể minh bạch tệ đồ là do y hạ thủ, dĩ nhiên ta chỉ muốn được tự tay báo thù. Điền Phương khấp khởi mừng. Ngươi thật ý muốn tha ta. Dương Cần nhẹ gật đầu. Tuy ngươi cũng góp phần từng khiến ta cùng phu nhân Trác Bách Hoa khốn đốn nhưng thứ nhất ngươi chưa phải chủ hung, thứ hai khi ngẫm lại, cũng nhờ đó ta nhân họa đắc phúc, có bản lãnh như bây giờ. Vậy thì hà cớ gì ta không lưu cho ngươi chút ân tình để mai hậu, biết đâu cũng có lượt ngươi giúp ngược lại ta. Ngươi bảo có đúng không? Điền Phương không còn gì mừng bằng, lập tức thề độc. Nếu phen này toàn mạng ta hứa sau này bất cứ gì ngươi cần đến ta sẽ tận tâm giúp. Kẻ nào sai lời thì trời tru đất diệt. Dương Cần gật đầu và bảo quỷ Diêm La. Chúng ta đi. Điền Phương hốt hoảng. Vậy còn ta làm sao tự thoát trận này? Dương Cần cười vui vẻ. Ngươi yên tâm, sau khi đi thoát ta sẽ phá giải toàn trận. Chẳng phải vì không tin ngươi mà là nhỡ như bị ai đó truy hỏi, ngươi đỡ mất công nói dối vì làm gì biết ba người chúng ta thoát theo hướng nào mà chỉ điểm. Đúng không, cứ ở yên đó, chậm lắm thì cũng hai hoặc ba khắc trận thế sẽ tự biến đi. Lúc đó, với cảnh quang bất chợt đổi khác, ắt ngươi thừa hiểu đó là lúc không còn ai đuổi kịp chúng ta. Vậy là ngươi cứ tùy tiện bỏ đi. Thế nha. Điền Phương chờ với tâm trạng phập phồng, do không tin lắm vào lời Dương Cần tỏ ra quá độ lượng. Hai khắc sau, lúc Điền Phương ngờ đã hết hy vọng, chợt cảnh quang xung quanh thay đổi. Y mừng, suýt bật reo bỗng trước mặt y xuất hiện một nhân vật.
Điền Phương giật mình. Là tiền bối. Đó là nhân vật che kín chân diện với đôi mục quang loang loáng nhìn Điền Phương dò xét. Suốt đêm qua ngươi trốn chui trốn nhủi ở đâu? Điền Phương cười thảm não. Suýt mất mạng thì có chứ trốn nỗi gì. Đêm qua vãn bối chạm trán Dương Thế Tôn. Và chỉ sau vỏn vẹn một kích là vãn bối bị ngất lịm đến tận lúc này. Đoạn Điền Phương đảo mắt nhìn quanh. Thập nhân can, tiền bối liệu có nhìn thấy? Nhân vật nọ xua tay. Lũ vô dụng đó ư, ta đuổi về rồi, ngươi thật to gan, dám giao lại cho ta một thập nhân can giả. Gã đại giáp thì thần trí vẫn minh mẫn, bọn còn lại tuy u mê nhưng công phu chẳng ra gì. Đâu phải loại đã được sư đầu ngươi ngày ngày đào luyện suốt gần thời gian 3 năm vừa qua. Điền Phương kinh ngạc. Thế không phải chúng đã đối mặt Dương Thế Tôn, hoặc giả nhờ tiền bối có thân thủ lợi hại, đã đánh bại Dương Thế Tôn, giải nguy kịp thời cho Kim Mỹ An cùng đồng bọn. Nhân vật nọ quắc mắt. Ngươi muốn lẩn tránh câu đáp về thập nhân can thật, cũng không hề chi, để sau câu chuyện Dương Thế Tôn, ta cũng có cách bắt ngươi có lời giao phó minh bạch. Dương Thế Tôn không do ta đả bại. Trái lại, y dùng kế trá ngụy toan lừa ta, nhưng gặp kế của ta cao minh hơn, y đành thất bại bỏ đi. Thế ngươi có biết Dương Thế Tôn bỏ đi đâu chăng? Chính là đi vào đây, một nơi nếu ta cũng vào ắt hẳn đã lọt vào trận đó, quả quyết là do Dương Thế Tôn lập sẵn. Điền Phương cười gượng. Tiền bối vậy là cũng biết ở đây vốn hiện hữu một trận đồ. Nếu thế, vãn bối không dám giấu. Nhưng tiếc thay tiền bối đã nhầm. Nhân vật nọ hừ lạt. Nhầm hay không cũng được. Vì ta đang muốn hỏi ngươi tại sao Dương Thế Tôn kể như hai phen cố ý tha mạng ngươi. Điền Phương phì cười. Quả nhiên tiền bối đã nhầm. Vì trận này không hề do Dương Thế Tôn lập. Nói ra chỉ sợ tiền bối không tin. Đấy là do Dương Cầm, một tiểu tử lẽ ra gần 3 năm trước phải chết vì đã cùng mụ Trác Bách Hoa rơi xuống vực. Điều lạ nhất là y lại tin vào sự thành khẩn, chợt chấp thuận tha mạng vãn bối. Nhân vật nọ giận mình. Chính mắt ta thấy Dương Thế Tôn đi khuất vào đây. Điền Phương lắc đầu. Điều đó chứng tỏ kế của tiền bối vì quá cao minh đến nỗi bị người lừa lại ngỡ bản thân đã lừa được người. Nhân vật nọ tức tối. Hóa ra Dương Thế Tôn bị trúng độc thật. Đáng tiếc thay, ta vì quá đa nghi nên vô tình bỏ qua cơ hội diệt trừ y. Người đoàn chắc đã không gặp Dương Thế Tôn chứ. Điền Phương thuật lại mọi chuyện xảy ra trong trận cho nhân vật nọ nghe. Không lẽ cả tiền bối cũng không phát hiện bọn Dương cần 3 người bỏ đi? Là thật. Nhân vật nọ quay mặt nhìn quanh. Ta tạm bỏ qua cho ngươi lần này. Hãy huy động lực lượng, mau đuổi theo chúng. Phần ta quyết truy tìm cho bằng được Dương Thế Tôn. Vút. Nhìn theo nhân vật nọ cho kỳ khuất, Điền Phương thở phào. Lão muốn đuổi cứ đuổi. Ta đâu dại tự tiện chạm mặt tiểu tử một lần nữa. Hừ. Và Điền Phương cũng bỏ đi, không hề biết ở gần đó vì có thêm một tiểu trận khác nên từ trong đó có 3 đôi mắt đang dõi nhìn theo y. Cho đến khi kể cả Điền Phương cũng đi khuất dạng, chủ nhân của một trong 3 đôi mắt kỳ bí mới chịu lên tiếng. Tôn giá có nhận biết nhân vật vừa cùng Điền Phương đối thoại là ai? Hỏi tất có người đáp. Ta cũng đang cố tự suy đoán nhưng nhất thời vẫn chưa dám quả quyết đấy là nhân vật nào. Mà này sao Dương cần ngươi biết thế nào cũng có xảy ra chuyện này để lập kế, vừa lừa Điền Phương vừa cố tình lẻn nghe chúng đối thoại. Dương Cần lên tiếng. Lừa Điền Phương thì đúng, nhưng chỉ là kế ám đồ Tần Thương để 3 người chúng ta sau đó dễ thoát bị truy đuổi. Còn điều lẻn nghe chỉ là ngẫu nhiên. Quỷ Diêm La Tôn giá ngỡ tài hạ là thần nhân nên có tài thông thiên triệt địa chắc. Quỷ Diêm La chợt len lén thở ra. Nếu vậy thì quái lạ. Dương Thế Tôn không lẽ đủ bản lãnh nương theo trận để thoát tai mắt đối phương. Dương Cần quan tâm. Tôn giá cũng biết Dương Thế Tôn. Quỷ Diêm La chợt bảo. Ngươi thì không biết gì ư. Nếu vậy, trước mắt hãy tìm cách thoát cho nhanh, sau đó ta sẽ nói về Dương Thế Tôn cho ngươi nghe. Một nhân vật từng gây chấn động khắp giang hồ, mà cũng cùng họ Dương như ngươi. Sao còn chưa triệt thoái trận này?
Dương Cần giải bỏ thế trận, chợt lấy làm lạ vì thấy Tiểu Trân có thần tình rất kỳ quặc. Dường như Tiểu Trân đang cố nhớ điều gì. Quỷ Diêm La gật đầu tán đồng. Ta đã phát hiện từ đầu. Đó là lúc Tiểu Trân bắt đầu nghe rõ thanh âm của nhân vật khi nãy. Quỷ Diêm La gọi Tiểu Trân. Hải tử vì sao bỗng có trạng thái như vậy? Tiểu Trân giật mình nhìn lại. Nhân vật lúc nãy là ai? Vì Hải Nhi như đã nghe qua. Nhưng phải chi gặp lúc y quát, ắt Hải Nhi sẽ nhớ được ngay. Dương Cần đồng tâm. Tiểu Trân muội đã được nghe từ lúc nào? Sao bảo phải chi y quát muội sẽ nhớ rõ hơn? Tiểu Trân bắt dùng mình vài lượt. Muội không nhớ, chỉ có cảm giác là chợt bắt sợ nếu bây giờ nghe y quát. Thôi, nhị ca đừng hỏi nữa, muội sợ lắm. Muội sợ y lắm. Quỷ Diêm La lại vỗ về nàng. Mẫu thân cũng đang cố nhớ về y đây. Vì thoạt nghe qua thanh âm thì giọng của y khá giống trưởng môn Côn Luân phái. Còn dựa theo vóc dáng thì lại giống Bách Trượng Đại Sư, một cao tăng chỉ chịu kém thần tăng Tuệ Quang ở Thiếu Lâm phái. Nhưng đây lại là hai nhân vật khó có thể tin là chịu đứng chung hàng với những quỷ, ma yêu ác bọn ta. Vì thế có lý nào lại là nhân vật đứng sau liên minh tam viện kỳ thực đã hầu như gồm đủ ác yêu, ma quỷ. Dương Cần bước đi. Nếu muốn Tiểu Trân hồi phục Âu chỉ còn cách là tại hạ phải đi tìm Liễu Tuyết Thanh. Tiểu Trân lại có thần sắc lơ láo. Liễu cô, Liễu cô.